Xin đồng chí cho biết là những vấn đề chiến lược biển đã ghi rõ và đã dự thảo nghị quyết của Đại hội 11 thì theo đồng chí thì có những cái nét mới nào và cần phải bổ sung? Trong nghị quyết lần thứ 11 này thì cũng đề cập cũng rất là nhiều các nội dung về chiến lược biển, nhưng mà chúng tôi có một điều băn khoăn nhất là về chiến lược biển này thì nó rất là rộng, mà cái này đòi hỏi với đầu tư rất là lớn, phải có một cái sự đầu tư, nếu mà phải khẳng định là phải có đột biến về vấn đề đầu tư này thì chúng ta mới giải quyết được. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước trong năm vừa rồi đã đầu tư tương đối gọi là đáp ứng cái nhiệm vụ trước mắt, đặc biệt là nâng cao cái sức mạnh và nâng cao cái khả năng quản lý biển của quân chủng hải quân cũng như của cảnh sát biển, biên phòng và của không quân, để chúng ta từng bước bảo đảm được cái trang bị để mà thực hiện cái nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự ở trên biển, rồi bảo đảm cái môi trường hòa bình để chúng ta phát triển kinh tế biển. Thế còn cái chiến lược này nó còn đòi hỏi của các cấp, các ngành, các bộ rất là nhiều, nhưng về lĩnh vực quốc phòng thì chúng tôi thấy đã có một cái sự đầu tư tương đối để bảo đảm cho lực lượng vũ trang hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình để bảo đảm cái thực hiện về cái chiến lược biển. Hiện tại và cũng từ lâu rồi, nhân dân nói chung và ngư dân nói riêng là rất là quan tâm và lo lắng về cái khai thác nguồn lợi ở trên biển. Thế thì theo đồng chí thì để làm thế nào để nhân dân nói chung là và ngư dân ở các tỉnh mà có biển để có thể yên tâm để khai thác và cái nguồn lợi của mình có thể phát huy được? Là người duy trì an ninh trật tự, thực thi pháp luật trên biển, trong đó có cái nhiệm vụ này, đặc biệt là chỗ giữa Bộ Quốc phòng với lại Bộ trước đây gọi là Bộ Thủy sản, sau này gọi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Chúng tôi đã có một cái thông tư liên tịch để thực hiện nhiệm vụ này, và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ủy quyền chúng tôi một số cái chức năng thi hành cái vấn đề này trên biển để mà bảo đảm cho ngư dân chúng ta khai thác có hiệu quả các cái nguồn lợi ở trên biển. Thì chúng tôi nghĩ thế này, vừa rồi chúng ta có xảy ra một số cái việc là tàu cá của Việt Nam bị nước ngoài bắt rồi xử phạt, thì cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng một số nguyên nhân mà chúng tôi xác định là mấy cái này. Cái thứ nhất là cũng có lúc là chúng ta tổ chức đánh bắt là nó đơn lẻ quá, mà nó không đi thành một cái tập đoàn hay là một cái nhóm sản xuất nào đó, cho nên là khi mà có cái tình huống hoặc là cái khi mà bà con ta ngư dân đi đánh bắt nó cứ theo nguồn cá mà, nên phải có cái sản xuất tập trung. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần phải có một cái hợp tác gì đó, ký kết văn bản với các nước để chúng ta hợp tác mà khai thác nguồn lợi ở trên biển, thì nó sẽ một cái cơ sở pháp lý để cho bà con chúng ta hoạt động nó có hiệu quả hơn. Chứ còn để tự phát thế này thì nó tôi cảm thấy nó không có hiệu quả, và đặc biệt vấn đề bảo đảm an toàn cho nhân dân hoạt động trên biển. Xin cảm ơn đồng chí ạ.